Xin chào toàn thể quý vị và các bác nhé. Đây là quy trình đóng hàng của bọn em này, đóng rất là cẩn thận luôn nha các bác nhé. Đấy, bác nào mà mua T9 là em sẽ đóng vào cái hộp này. Cái hộp này thực ra nó là cái hộp của T3. Nhiều anh em cứ thắc mắc là sao lại cái hộp đóng vào cái hộp của T3 làm gì. Đấy, đây là hàng của T9 này, đấy, này cái hộp này nó cứng. Khi mà shipper người ta vận chuyển nó không bị bẹp hộp. Đấy, đây là thực ra nó là cái hộp của T3. Bọn em dán cái T9 ở đây cho nó, cho mọi người biết nhé. Đấy, bên trong nó là đèn T9. Cái này thì không quan trọng, hộp thì quan trọng, không quan trọng lắm. Quan trọng là cái hàng, là cái chuẩn này, các bác nhìn này, quy trình này. Đấy, bỏ móc này, đầy đủ thư cảm ơn nhé. Có vấn đề gì cứ liên hệ với em Đức Đèn LED một phát thôi, em Đức Đèn LED giải quyết hết cho mọi người nhé. Đấy, mấy lớp sốc này này. Đấy, đóng rất cẩn thận, ném liếc rồi các thứ rất là ok. Đấy, khi mà mọi người nhận hàng là mọi người kiểm tra là nhớ phải quay lại cho em video nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Con này đang rất hot này. Đấy, đóng rất nhiều luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá.